Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 4 2020. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình phát hình Hội Thánh Baptist Riverdale, Maryland. Trong phần 2 là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phương có mời quý vị theo dõi chương trình phát hình Hội Thánh Baptist Riverdale, Maryland. Xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Hôm nay, chương trình Niềm Tin xin chia sẻ bài viết của Mục sư Lữ Thành Kiến. Xin quý khán thính giả cùng theo dõi. Trong thời kỳ đại họa thế giới, cơn đại dịch coronavirus đang tàn phá toàn trái đất. Trong khi các nhà bác học miệt mài trong phòng lab chạy đua với thời gian tìm những bộ test thử nghiệm, vaccine, ngừa bệnh và thuốc chữa bệnh, các y bác sĩ chiến đấu trực tiếp với bệnh nhân ngay trên tuyến đầu máu lửa. Thế giới đóng băng, lòng người kinh hãi. Những người có Chúa thế nào và các mục sư nói gì qua những bài giảng của họ để khích lệ lòng tín hữu cũng đang hoang mang trong cơn bão. Mục sư Stephen Forsythe của Hội Thánh Evanston đã giảng một bài giảng có tựa đề "Tôi vẫn sợ". Tôi thích bài giảng này vì nó minh bạch và thực tế. Ông kể câu chuyện đứa con gái của ông một đêm chạy xuống phòng ông khóc, nói rằng nó nghe tiếng động trong phòng tắm và nó sợ. Ông cố gắng làm cho đứa trẻ bớt sợ bằng cách nói rằng cha đang ở với con. Nhưng chỉ một lát, nó lại khóc mà nói: "Con biết rằng cha đang ở với con, nhưng con vẫn sợ." Ông nói rằng ông yêu lời nói đó và nói rằng: "Tôi cũng sợ. Sợ là một thái độ tự nhiên. Đừng cố gắng chích dẫn Kinh Thánh, đừng tỏ vẻ quá thuộc linh. Nói rằng tôi không sợ vì có Chúa, nhưng lòng vẫn sợ." Ông vẫn sợ cái gì thì mời nghe bài giảng đó sẽ hiểu. Riêng tôi nghĩ rằng nếu mình nói không sợ thì Đức Chúa Trời sẽ để cho mình yên, lo cho người khác. Nhưng nếu mình nói sợ thì Đức Chúa Trời sẽ có giải pháp cho mình. Tôi muốn nói với quý vị rằng không phải chỉ mình tôi và quý vị sợ, mà hầu như cả thế giới sợ. Từ tổng thống đến dân chúng, từ trí thức đến bình dân, từ giàu đến nghèo, từ địa vị cao đến tầng lớp thấp, và ngay cả những thánh nhân trong Kinh Thánh cũng sợ. Họ sợ. Họ không chối rằng tôi không sợ, không giả vờ không sợ. Họ công nhận là họ sợ và bày tỏ sự sợ hãi trong các phân đoạn Kinh Thánh, đặc biệt là những câu chuyện các môn đồ trên biển hồ Galilee. Và chúng ta thấy rằng luôn luôn như vậy, Đức Chúa Trời có giải pháp cho họ, giúp họ giải quyết sự sợ hãi, dù cho Ngài có mắng về sự yếu đuối đức tin. Như Ngài đã mắng các môn đồ thì Ngài vẫn có giải pháp giúp đỡ. Khi Ngài mắng rằng: "Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ?" thì Ngài cũng bèn đứng dậy quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Tôi cũng hoàn toàn tin rằng Đức Chúa Trời có giải pháp cho cả một thế giới đang sợ hãi, trong đó có quý vị và tôi. Tôi cũng nghĩ rằng Ngài sẽ hỏi chúng ta chi tiết để giải quyết nan đề. Các con sợ gì? Dĩ nhiên chúng ta sẽ nói coronavirus. Đó là cái đáng sợ nhất trong thời gian này. Nó chỉ là một vi trùng nhỏ, rất nhỏ, không thể thấy bằng mắt thường. Nhưng khi nó bám vào một người nào, gây tổn thương cho người đó, thì
nó sẽ lây lan ra theo cấp số nhân. Nó không chỉ tàn phá một người, nó tàn phá cả một cộng đồng, một thành phố, một quốc gia, và bây giờ rõ ràng nó gây sự tàn phá cho toàn thế giới. Người ta không dám ra đường, tự cách ly trong nhà. Khi có việc phải ra đường thì bịt mặt bằng khẩu trang, rửa tay hàng chục lần mỗi ngày, tránh lại gần nhau, cẩn thận đứng cách nhau chừng 2 mét. Nhưng nó vẫn lây lan ra với một tốc độ kinh hoàng. Hơn cả những trận bão, không thể gọi là bão mà là cuồng phong, người ta chết lớp lớp trong các bệnh viện, tới nỗi không còn có thể chôn cất cách cẩn thận, nghi thức cá nhân, mà là chôn tập thể. Và không một ai biết được rằng bao giờ sẽ đến lượt mình. Thế thì nó không chỉ còn gọi là sợ, nó lớn hơn nỗi sợ nhiều. Nó là nỗi kinh hoàng. Cho đến khi Đức Chúa Trời đưa cánh tay quyền năng của Ngài ra trên trận dịch, thì nó vẫn là một nỗi sợ kinh hoàng. Cơ đốc nhân toàn thế giới đêm ngày khẩn cầu Đức Chúa Trời thương xót mà cứu con người trên thế giới. Xét cho cùng, thì cơ đốc nhân có phải quá hoảng sợ như vậy không? Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có đức tin, có sự trông cậy vào một Đức Chúa Trời quyền năng, thì chúng ta có tin rằng một khi Đức Chúa Trời cho phép đại dịch xảy ra, thì Ngài cũng có quyền chấm dứt nó. Tôi không dám chê cười quý vị gì hết. Khi quý vị nói rằng tôi vẫn cầu nguyện với Đức Chúa Trời và vẫn sợ, bởi vì tôi cũng vậy, tôi cứ suy nghĩ, còn có cái gì đáng sợ hơn con virus bé nhỏ mang tên Corona này không? Gẫm cho cùng, nỗi sợ kinh hoàng coronavirus đến từ một nỗi sợ thầm kín muôn đời của con người, là sợ chết. Chẳng có người sống nào muốn chết cả. Sự chết thể xác thì không khước từ được, không tránh được, không lựa chọn được. Nhưng sự chết của linh hồn có thể khước từ được, có thể tránh được, có thể lựa chọn được. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian để nói về điều đó. Ngài đã đi khắp nơi để nói về điều đó. Và ngay cả khi sắp chết trên thập tự giá, Ngài vẫn nói điều đó. Thảm họa ghê gớm nhất của con người là không hề biết điều đó. Họ vẫn cứ đi một cách nhõm nhơ, nhàn nhã, mặc kệ những lời cảnh báo đâu đó trên đường. Và đặc biệt khi thảm họa coronavirus đến, mọi người vẫn quay lại với những lời cảnh báo nghiêm trọng trong Kinh Thánh về sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát cách dữ dội ở Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ trở thành trung tâm dịch lớn nhất trên thế giới, đặc biệt là tiểu bang New York, điều mà không ai có thể ngờ được. Và Hoa Kỳ, đặc biệt là New York, có thể đã vượt qua tai họa, đang đi đúng tiến trình phục hồi của nó. Thậm chí Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các thống đốc tiểu bang cũng đã nghĩ đến việc tháo gỡ lệnh cấm cách ly và sẽ mở cửa quốc gia trở lại. Tôi ước ao và cầu nguyện cho những ông bà, anh chị em, những người còn đang ở ngoài vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy trở lại cùng Ngài ngay bây giờ, trước khi quá muộn. Đấng bảo rằng, ai tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Chúa Giêsu thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Khi quý vị nghe được những lời này và muốn tin nhận Đức Chúa Giêsu để tránh cơn thịnh nộ kinh hoàng ở hỏa ngục, hãy tìm một người tin Chúa nào đó, một mục sư nào đó mà quý vị quen biết, hoặc là liên lạc với chúng tôi ở số điện thoại. Chúng tôi sẽ ngay lập tức giúp đỡ quý vị. Xin trân trọng kính chào và hẹn quý khán thính giả trong kỳ phát hình lần tới.